Newcastle sẽ có cuộc đụng độ với câu lạc bộ Aston Villa vào lúc 23:30 tối nay ngày 12 tháng 8 năm 2023. Đây là trận đấu đầu tiên của cái vòng 1 Ngoại hạng Anh giữa hai câu lạc bộ này. Trận đấu này sẽ được diễn ra trên sân vận động James Park của Newcastle. Ở cái trận đấu này thì giới mộ điệu họ đang đánh giá khá cao cho một chiến thắng dành cho Newcastle, khi cái tỷ lệ phần trăm chiến thắng của Newcastle ở trận đấu này đang là 83%, còn tỷ lệ phần trăm chiến thắng của Aston Villa đang có 75% mà thôi. Và cái trận đấu này thì câu lạc bộ nào sẽ là câu lạc bộ giành được chiến thắng để mang đến cái niềm vui chiến thắng cho anh em với những cái mã kèo mà nhà cái đưa ra, thì hãy cùng với Kèo Bóng Tôn Tử chúng ta sẽ đi xem qua một chút những cái thông tin về những cái mã kèo hiện tại mà nhà cái đưa ra trên thị trường châu Á lúc này nhé. Có thể thấy rằng giới mộ điệu họ đang đánh giá khá là cao cho một chiến thắng dành cho câu lạc bộ Newcastle. Điều này cũng được thể hiện bằng cái mức kèo chấp ở thời điểm hiện tại đang là 0.75, cũng như là cái mức kèo hiệp 1 thì nhà cái đang để ở cái mức là 1/4 cho hiệp 1. Trận đấu này thì nhà cái cũng đánh giá cao cho một trận đấu sẽ có kịch bản tưng bừng bàn thắng, khi cái mức kèo hiệp 1 lúc này nhà cái đang để là 1/4, và cái mức tài xỉu hiện tại thì nhà cái đang để là 2/3. Với những cái mã kèo hiện tại trên bảng kèo nhà cái lúc này thì đâu sẽ là những cái mã kèo tối ưu nhất để anh em có thể đầu tư được trong cái trận đấu này, thì xin mời toàn thể quý vị cùng các bạn hãy cùng với Kèo Bóng Tôn Tử chúng ta sẽ đi phân tích sơ lược qua về những cái thông tin cũng như là những cái thông số tốt nhất về hai đội bóng trước thềm trận đấu để anh em có được sự đầu tư tối ưu nhất cho mình nhé. Trong quá khứ thì hai đội bóng này đã từng gặp nhau 55 trận, và trong tổng số 55 trận này thì câu lạc bộ Newcastle đã có được 25 chiến thắng cho mình, trong khi đó thì câu lạc bộ Aston Villa mới chỉ giành được có 12 chiến thắng mà thôi, và họ cũng đã hòa với nhau lên đến 18 trận. Đây là một cái con số thống kê có vẻ là chênh lệch dành cho chiếc chòe Newcastle nhiều hơn. Chính vì cái lẽ này nên mỗi một trận đấu giữa hai câu lạc bộ này được diễn ra thì lúc nào Newcastle cũng được sắm vai cửa trên anh em nhé. Tuy nhiên thì đây cũng chỉ là quá khứ mà thôi. Còn hiện tại thì sao? Chúng ta sẽ cùng điểm qua một chút những cái thông tin trong cái kỳ chuyển nhượng vừa qua của hai câu lạc bộ để anh em có được những cái thông tin tốt nhất về cái chiến lược cũng như là cái đội hình ra sân của hai đội bóng này trong cái trận đấu vào lúc 11:30 đêm nay anh em nhé. Có thể thấy rằng với cái sự đầu tư lớn của các ông chủ Ả Rập Xê Út thì ngay ở cái mùa giải vừa rồi, Newcastle đã để lại dấu ấn rất là rõ nét khi đã kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Với cái kết quả này thì đồng nghĩa là chiếc chòe cũng đã có được một cái tấm vé để tham dự cái vòng bảng cúp C1 châu Âu lần đầu tiên sau hai cái thập kỷ vừa qua. Và thực tế thì hiện tại chiếc chòe cũng đã vươn lên để trở thành một trong những ông lớn nhất của bóng đá xứ sở sương mù, trên danh nghĩa là một gã nhà giàu hùng mạnh được nâng lưu bởi thái tử Bin Salman của Ả Rập Xê Út. Chuẩn bị cho mùa giải mới 2023-2024 thì Newcastle tiếp tục có những cái sự bổ sung đầy chất lượng về cái mặt nhân sự. Và cụ thể là trong cái kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa rồi thì họ cũng đã bỏ ra tới 150 triệu bảng Anh cho cái việc chiêu mộ các tân binh. Trong đó thì có những cái tên đáng được chú ý như là Livramento được chiêu mộ từ câu lạc bộ Southampton, và Harvey Barnes được mang về từ Leicester City, hay đặc biệt là Sandro Tonali được chuyển đến từ AC Milan. Không những thế, thầy trò huấn luyện viên Andy Howe cũng đang thể hiện một cái phong độ khá là tốt trong cái chuyến du đấu ở mùa hè năm nay với cái 7 trận bất bại trước tất cả những cái đối thủ. Chiếc chòe cũng đã có đến 5 chiến thắng và họ cũng chỉ hòa 2 trong tổng số 7 cái trận đấu giao hữu vừa rồi. Và với cái sự chuẩn bị tốt như vậy thì không có lý nào mà người hâm mộ lại không tin tưởng cho Newcastle sẽ có được những cái kết quả tốt ở những cái trận đấu tới đây. Và sẽ là một cái sự khởi đầu đầy thuận lợi cho cuộc tiếp đón Aston Villa ở cái trận mở màn Ngoại hạng Anh trong cái buổi tối ngày hôm nay, nhất là khi mà họ còn được thi đấu tại sân nhà của mình. Tuy nhiên thì chiếc chòe cũng cần hết sức cảnh giác khi bên kia chiến tuyến. Aston Villa những năm gần đây cũng đang được
đầu tư rất nhiều và thành tích của họ cũng đang được cải thiện rõ rệt anh em nhé. Và điều này thì cũng đã được thể hiện ở cái mùa giải vừa rồi, khi mà họ có được cái thành tích đứng thứ 7 trên bảng tổng sắp. Và với cái kết quả này thì họ cũng đã có được cái tấm vé tham dự cúp C3 tới đây. Trước khi bước vào cái mùa giải mới thì Aston Villa cũng đã tích cực củng cố về cái mặt lực lượng, cũng như cũng đã thể hiện 6 cái trận đấu giao hữu để có được cái sự chuẩn bị tốt nhất cho mùa giải 2023-2024. Cụ thể về cái mặt nhân sự thì câu lạc bộ này cũng đã chi ra tới gần 90 triệu bảng cho cái việc chiêu mộ cầu thủ. Trong đó thì nổi bật nhất là những cái tên như là Tielemans đến từ Leicester City, hay là Pau Torres đến từ Villarreal, và Moussa Diaby đến từ Leverkusen. Còn ở cái loạt trận giao hữu thì thầy trò huấn luyện viên Andy Howe cũng đang thể hiện được cái phong độ khá là tốt trong 6 cái trận đấu vừa qua, khi mà họ cũng đã bất bại toàn tập ở 6 cái trận đấu này. Họ đã có được 3 chiến thắng và hòa 2. Và đặc biệt là mới đây thì họ có giành được một cái chiến thắng lên đến 3-0 trước Lazio. Và Lazio cũng là một cái đội bóng xếp thứ 2 trên bảng tổng sắp của giải vô địch quốc gia Italia vừa rồi anh em nhé. Và trước khi khép lại cái mùa du đấu vừa qua thì Aston Villa cũng đã có một cái chiến thắng 2-1 trước Valencia. Hơn nữa thì trong cái chuyến du đấu vừa qua, họ cũng đã từng chạm mặt với Newcastle vào cái ngày 14 tháng 7 mới đây. Và hai đội bóng này cũng đã có một cái kết quả chung cuộc là 3-3. Cũng chính vì lẽ này nên cái việc mà Aston Villa cũng được kỳ vọng về cái khả năng sẽ gây ra khó khăn cho Newcastle ở trận đấu vào lúc 23:30 đêm nay là hoàn toàn có cơ sở anh em nhé. Điều này thì cũng được thể hiện rõ ràng với cái mức kèo nhà cái hiện tại, khi mà kèo châu Á nhà cái đang để xếp Newcastle chấp ở cái mức kèo là 3/4 cả trận. Mức kèo này thì cũng rõ ràng là không tương xứng với vị thế hiện tại của chiếc chòe so với đối thủ. Tuy nhiên thì ở cái mùa giải năm ngoái, trong hai cái lần chạm trán với nhau tại cái đấu trường này, thì ở cái lượt trận đi thì Newcastle cũng đã có được cái chiến thắng cách biệt lên đến 4-0 trước Aston Villa. Trong khi đó thì cái trận lượt về, Newcastle cũng đã để thua Aston Villa ngay trên sân nhà của mình với tỷ số lên đến 0-3. Và cái điều này thì cũng cho thấy được là cái khả năng duyên lợi của hai đội bóng này cũng chưa thể kết thúc được anh em nhé. Tuy nhiên thì Newcastle là cái đội bóng có thành tích thi đấu tại sân nhà vô cùng ấn tượng ở cái mùa giải vừa rồi. Vì vậy trận đấu này, một chiến thắng thuyết phục trước Aston Villa là điều mà người hâm mộ của họ đang rất là mong chờ. Với cái chất lượng đội hình tiếp tục được nâng cấp, trong đó có cả hàng công, thì rõ ràng là kỳ vọng vào khả năng hai đội tạo ra một cái kịch bản tưng bừng bàn thắng ở cái trận đấu tới đây là hoàn toàn có cơ sở. Tuy vậy thì những cái diễn biến trên thị trường kèo nhà cái thì cũng đã khiến cho kỳ vọng ấy vụt tắt, khi mà cái mức kèo tài xỉu lúc này nhà cái cũng chỉ để ở cái mức 2/3 mà thôi. Và với cái mức kèo này thì chúng ta sẽ cần phải tính toán sâu xa trước khi đầu tư ở cái trận đấu này anh em nhé. Và để đến với những cái mã kèo tối ưu nhất ở cái thời điểm hiện tại thì chúng ta sẽ cùng xem qua sơ đồ cũng như là đội hình ra sân của hai đội bóng này trước khi anh em bước vào đầu tư với những cái mã kèo hiện tại lúc này mà nhà cái đưa ra anh em nhé. Ở cái thời điểm hiện tại, khi mà chúng tôi cập nhật thông tin về hai đội bóng thì trên trang Sofa, Newcastle đang đưa ra cái sơ đồ quen thuộc của mình là sơ đồ 4-3-3. Trong khi đó thì Aston Villa thì đưa ra một cái sơ đồ, đó là sơ đồ 4-4-2. Anh em có thể hình dung được ra với hai cái sơ đồ này thì đây sẽ là một cái trận chiến vô cùng là cháy bỏng dành cho cả hai đội bóng. Newcastle thì họ là một cái đội bóng có cái hàng công vô cùng sắc nét ở cái mùa giải vừa rồi. Trong khi đó thì Aston Villa cũng không chịu kém cạnh, khi họ cũng đã vươn tầm để có được cái vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng. Qua đó thì họ cũng đã có được cái tấm vé để chơi ở cái cúp C3 châu Âu anh em nhé. Với cái sơ đồ hiện tại của hai đội bóng, nếu như lúc ra sân cũng y hệt như này
thì chúng tôi sẽ tin vào một cái kịch bản là sẽ có rất nhiều bàn thắng được hai đội bóng này tạo lên. Tuy nhiên thì anh em cũng có thể thấy được là ở mùa giải 2022-2023, Newcastle là một trong những cái đội bóng có hàng thủ tốt nhất của cái đấu trường này. Vì vậy, để Aston Villa có được một bàn thắng vào lưới của thủ thành Nick Pope thì cũng khá là khó anh em nhé. Nhất là họ lại còn được thi đấu ngay tại sân nhà của mình thì lại càng khó hơn. Nhưng trong bóng đá thì cái điều tối kỵ luôn luôn được lặp lại anh em nhé. Newcastle với Aston Villa là hai cái đội bóng rất là kỵ nhau khi mà họ làm khách tại sân của nhau. Như anh em cũng đã thấy thì vừa nãy Tôn cũng đã đưa ra cho anh em xem ở hai cái cuộc đối đầu trong cái mùa giải năm ngoái của Newcastle với Aston Villa. Thì ở cái trận lượt đi, Newcastle đã giành được chiến thắng ngay trên sân nhà của Aston Villa với tỷ số là 4-0. Nhưng khi quay trở lại sân nhà của mình thì Newcastle lại để Aston Villa dẫn với tỷ số chung cuộc là 3-0. Với những cái thống kê này thì chúng ta sẽ cùng đến với những cái ma kèo chất lượng trong trận đấu này để anh em có thể đầu tư mang về cái thành quả tốt nhất cho mình nhé. Với tỷ lệ kèo trên sàn giao dịch của thị trường kèo châu Á lúc này thì anh em có thể cân nhắc được cho Tôn với những cái mã kèo như sau. Mọi người có thể cân nhắc được cho Tôn với cái mức kèo là Newcastle chấp 3/4 bóng cả trận, cũng như là Newcastle chấp 1/4 bóng cho hiệp 1. Và anh em cũng có thể cân nhắc cho mình ở cái mã kèo xỉu 2/3 cho cái trận đấu này, cũng là những cái mã kèo khá ok để anh em có thể đầu tư được nhé. Ở cái trận đấu này thì chúng tôi đang nghiêng về cái vị tỷ số là 2-0. Và một cái vị tỷ số nữa đó là tỷ số 2-1 dành cho Newcastle. Vì vậy anh em có thể cân nhắc được cho Tôn ở hai cái mã kèo tỷ số này, anh em có thể lót được cũng khá ok để anh em có thể đầu tư được nhé. Tuy nhiên thì trên đây cũng mới chỉ là những cái mã kèo mà Tôn nhận định ở cái thời điểm lúc này thôi. Có thể là khi có được cái đội hình ra sân chính thức của hai đội bóng, cũng như là khi có được những cái thông số tốt nhất về hai đội bóng này được cung cấp bởi bên đối tác liên minh, thì lúc đó kèo chơi của Tôn nó có thể sẽ như thế này, hoặc cũng có thể sẽ khác đi so với mức kèo hiện tại. Vì vậy, để có được những cái mã kèo tối ưu nhất trong trận đấu này để anh em đầu tư thì mọi người có thể liên hệ cho Tôn qua địa chỉ Zalo 0832406091 hoặc Telegram A Còng Kèo Bóng Tôn Tử để anh em được tham vấn, cũng như là được vào nhóm tham gia đồng hành lâu dài cùng với Tôn. Thì anh em vào nhóm sẽ thấy được những cái mã kèo chất lượng mà Tôn đã đồng hành trong xuyên suốt cái thời gian qua cho anh em đầu tư, nó sẽ có được cái thành quả thu lợi về như thế nào anh em nhé. Và trước khi rời khỏi cái màn hình này thì anh em cũng đừng tiếc gì mà không dành tặng cho Tôn một like, một chia sẻ, cũng như là một đăng ký kênh. Và anh em hãy nhớ là bật chuông thông báo lên để có thể nhận được tất cả những cái video nhận định soi kèo mà chúng tôi sẽ ra để dành tặng cho anh em trong cái thời gian tới đây nhé. Còn bây giờ thì Tôn cũng xin phép được kết thúc video này ở đây. Xin kính chúc cho toàn thể quý anh chị em sẽ có được những cái chiến thắng tưng bừng trong những cái trận cầu tâm điểm được diễn ra vào buổi tối cũng như là đêm và ngày mai anh em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.